Bất chấp fan thoát fan, Rai và Nene tiếp tục lộ ánh hẹn hò tại Nhật Bản, rồi tin đồn đã bí mật yêu đương từ tháng 9 năm ngoái. Thậm chí còn re-up story trên Instagram có mặt Nene, khiến tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi càng thêm bùng nổ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là Rai Vachiravis và Nene Trịnh Nải Hình bị paparazzi bắt gặp hẹn hò tại Nhật Bản. Hiện tại từ khóa Rai hẹn hò với Trịnh Nải Hình đã leo lên top 1 hot search bảng giải trí trên Weibo xứ tỷ dân và được lan truyền trên các nền tảng khác như X, TikTok. Nam diễn viên người Thái Rai Vachiravis và Nene được cư dân mạng chụp ảnh quay lại khoảnh khắc nắm tay nhau khi du lịch chung tại Nhật Bản. Nhiều netizen đặt ra nghi vấn hai người đang hẹn hò. Tin tức hẹn hò của cặp đôi ngôi sao làng giải trí Thái Lan nhanh chóng gây sốt. Không chỉ được netizen Thái quan tâm, thông tin này còn bùng nổ tại Trung Quốc. Theo những hình ảnh được chia sẻ, cả hai cùng đi chơi, ăn uống và tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng. Đặc biệt trong một số bức ảnh, Nene còn được cho là đã gặp gỡ mẹ của Rai. Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên Rai và Nene bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Thậm chí còn có tin đồn rằng họ đã bí mật yêu đương từ tháng 9 năm ngoái và thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh này được lan truyền, một netizen của Nene đã lên tiếng phản ứng gay gắt. Họ cho rằng Nene đang không tập trung vào sự nghiệp mà chỉ mải mê yêu đương. Thậm chí sau tin đồn hẹn hò, nhiều fan couple của nhiều Rai bị chìm, còn fan Nene chọn cách thoát fan vì không thể chấp nhận được sự thật này. Mặc dù liên tục xuất hiện bằng chứng hẹn hò với nữ diễn viên Nene Trịnh Nải Hình, nam tài tử Rai Vachiravis vẫn giữ thái độ im lặng trước những tin đồn rầm rộ này. Thay vì lên tiếng giải thích hay phủ nhận, Rai Vachiravis chọn cách lơ đẹp những tin đồn bằng cách re-up story trên trang Instagram cá nhân của anh, trong đó có hình ảnh Nene ngồi ăn cùng nhóm bạn. Hành động này của Rai được nhiều người cho rằng là cách để anh khẳng định mối quan hệ thân thiết với Nene và ngầm phủ nhận những tin đồn hẹn hò thất thiệt. Tuy nhiên, việc Rai Vachiravis lơ đẹp tin đồn không đồng nghĩa với việc xác nhận mối quan hệ của anh với Nene. Hiện tại cả hai vẫn chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ này, do đó người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ đợi thêm những thông tin chính thức từ Rai và Nene. Tuy nhiên, việc liên tục lộ ảnh hẹn hò khiến nhiều người tin rằng tin đồn họ yêu đương chắc chắn là chính xác. Sự việc này đang thu hút sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều bàn tán xôn xao. Rai Vachiravis sinh năm 1997 là nam thần hàng đầu màn ảnh Thái Lan. Anh có ngoại hình nổi bật, mang nét đẹp lai giữa ba dòng máu Thái, Mỹ và Trung, cùng chiều cao 1m83, nổi tiếng với vai chính trong Vườn Sao Băng phiên bản Thái Lan. Nene Trịnh Nải Hình, tên thật là Pornapan, Porn Pampipas, sinh năm 1997. Cô là người mẫu, ca sĩ, kim diễn viên người Thái gốc Hoa. Ở Việt Nam, cô được biết đến khi đóng vai nữ chính ở phim điện ảnh Lật Mặt, Ba Chàng Khuyết của Lý Hải hay là chủ nhân ca khúc Lý Cây Bông, nhạc phim Mẹ Chồng của Thanh Hằng. Từng tham gia Produce Camp 2020, sáng tạo doanh và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm Pon Pon Girl 303. Sau khi Bonbon Girls 303 tan rã, Nene Trịnh Nải Hình tiếp tục ở lại Trung Quốc hoạt động solo. Việc hẹn hò này khiến Sinet so sánh với câu từ nữ phụ đam mỹ trở thành nữ chính ngôn tình, bởi trước đây, Nene và Rai đều từng góp mặt trong bộ phim Ball Up Together The Series.